sống như ngày xưa, tức là vẫn đại tử, vẫn độc thân ở một mình. Lâu lâu thì là em cháu ghé thăm mình, giúp đỡ chút ít về bạn bè về chơi. Tôi nghe nói là gần đây Hải Phòng, gần nhà tôi Hải Phòng, tôi đến đây họ hát. Còn cái đàn này là của một người bạn ở bên Hoa Kỳ ấy, mua 300 đô gửi về tặng cho Hoàng Bảo. Lâu lắm tôi cũng cầm cái guitar, nhưng mà cái đàn này thì thế sắt nhưng mà rất mềm tay. Chưa chịu chết đâu. Sao bảo